không biết ông này bà Giang Thành. Xin cảm ơn quý vị. Hội đồng hương Nam Định, ông Hoàng Văn Phú. Và hội đồng hương Quảng Bình, hội đồng hương Nghĩa Bình. Và viết trong cái khẩu hiệu một từ là phải tống cổ hết các thứ nữa. Ba bên sẽ phát phải pro chế tốt. Những ai kinh doanh hợp pháp ở đây phải đóng thế, xin mời. Còn những kẻ khác thì cút. Người Đức có làm được, còn chúng ta phải làm được. Và đăng ca khu chế độ A ở Coro, Mùa Yên Đi Sa, giống người Việt Nam đã xích lợi bằng cái số thì không đúng tấm bọn chúng ta trên tên này. Tệ hơn là nhưng vi phạm pháp luật như vậy ảnh hưởng rất xấu đến cộng đồng, chúng ta cùng chung sức ngăn chặn để không xảy ra những vụ việc tương tự. Tổ chức tham quan du lịch cho bà con có điều kiện. Theo đề nghị của bà con ban chấp hành thị kiến, chúng ta đã chuyển gặp mặt thường niên hàng năm, chuyển thành 2 năm một lần. Béo ngày cùng lòng tôi tiêu diệt hết.
kênh rồi. Vệ sinh bảo nhà hàng bảo đảm 100%. Ngày xưa lên ngựa là phi, bây giờ nước kiệu cố đi gọi là. Nay mai về với ông bà, nấp sau nải chuối, ngắm gà khỏa thân. Ấy là kể chuyện trong nhà, xa nhà hàng xóm, vẫn là ngày xưa. Cảm ơn quý vị. Người nào có người nhà ở nhà thì nên biết tìm hiểu cụ thể như thế nào. Quỹ đất ở Thanh Hóa thì hồ thì trên nhau còn hết rồi. 12 công ty ở Thanh Hóa hiện giờ những công ty có tên tuổi người ta đã đầu hiện hết rồi. Còn được 3 công ty lớn như tôi nói lúc nãy, thì còn lại chúng ta nếu mà đến chậm cùng thôi. Không phải là ngon, mà không ngon thì cũng không phải là không ngon lắm, nhưng mà có thể làm được. Thế là nếu mà đấy là nhu cầu của tôi thì báo cáo như thế, còn anh em mình có nhu cầu thì là bàn với nhau hợp tác để có thể làm được cái gì cho Thanh Hóa.